Cầu thủ giờ sân là cầu thủ số 3 Minh Tuấn, người vừa nâng tỷ số lên 5-2. Và người vào sân là cầu thủ số 12 Nguyễn Văn Dũng. Như vậy là có vẻ như sau khi nâng tỷ số lên 5-2 thì huấn luyện viên trưởng Nguyễn Mạnh Cường của đội bóng Lào đã đưa một số trụ cột ra nghỉ ngơi nhằm dự sức cho trận đấu tiếp theo. Mạnh Cường là một huấn luyện viên kinh nghiệm nhiều năm và đã từng dẫn dắt đội bóng Lào đạt được rất nhiều danh hiệu tại các giải bóng đá trong và ngoài huyện. Hai phần ba thời gian thi đấu của hiệp hai đã trôi qua, tỷ số lúc này đang là 5-2 nhưng đội quán Lào 5 bàn thắng của đội quán Lào đến thời điểm này được ghi bởi cầu thủ số 7 Nguyễn Mạnh Dũng vừa rời sân, 2 bàn thắng của tiền đạo Xuân Ngọc, 1 bàn của Minh Tuấn và cầu thủ số 9 Bạch Dương. Như vậy là cầu thủ số 17 Đức Tuấn của đội bóng Lào vừa nhận một thẻ vàng. Yên Tâm đang dồn lên phản công để tìm kiếm những bàn gỡ của hiệp hai này. Và đây, như vậy là trọng tài xác định là bàn thắng thứ 3 cho đội Yên Tâm. Tỷ số đã xuống ngắn xuống còn 3-5 nghiêng đội Yên Tâm. Bàn thắng của cầu thủ số 12 Các Văn Ánh được ghi ở phút thứ 62 của trận đấu. Các bạn ấy có vẻ là một người cùng họ với huấn luyện viên trưởng Các Văn Hậu. Bạn Hiếu rất tốt, không được rồi. Và như chúng tôi nói rằng mặc dù không được thiết ghi bàn, tuy nhiên bạn Hiếu chính là linh hồn của đội bóng, anh chính là vua ở khu vực giữa sân. Trước thông báo đội bóng nào đã thay 4 người và theo luật của ban tổ chức thì đội bóng nào còn một sự thay đổi người nữa. Có vẻ như sau khi bị dẫn trước đến 5-3 thì tinh thần của các thủ Yên Tâm vẫn đang không đi xuống và họ đang cố gắng phản công để tìm kiếm bàn thắng tiếp theo.
Rất tốt. Bạn Hiếu. Rất tốt. Chúng ta đang một trận. Vẫn là bạn Hiếu. Chào đón cho đội quân. Chỗ này. Ngày hôm nay khán giả của đội Yên Tâm họ đang mong chờ một tinh thần thi đấu quyết liệt của Yên Tâm, giống như tinh thần của nhìn cổ xe tăng Đức. Rất bình tĩnh. Văn Dũng từ hùng vào sân. Thế là biết lúc này thì các thủ quán nào được gửi một quả đá phản góc. Một đội của đội Yên Tâm vừa phá bóng ra khỏi khu vực đường Bình An. Chúng tôi dự báo là đội bóng nào đã có 4 sự thay đổi người. Và theo luật của ban tổ chức năm nay thì đội bóng nào có 1 sự thay đổi người cuối cùng. Như vậy là cầu thủ số 12 Nguyễn Văn Dũng vừa bị phạm lỗi. Vào lúc 1:30 giờ trận đấu đầu tiên, trận đấu giữa hai đội Yên Trường gặp đội Đình Long. Và đề nghị đội trưởng cũng như ban huấn luyện của hai đội bóng này, chúng ta sẽ có mặt tại khu vực trước khu vực sân khấu để tiến hành đăng ký cầu thủ thi đấu chính thức của đội mình. Trận đấu thứ hai của buổi chiều ngày nay sẽ là cuộc đấu sức giữa hai đội bóng Định Hưng và Yên Phong. Đó là họ đang chủ động phá bóng ra khỏi khung thành của thủ môn đội mình. Trận đấu đang tiến về phút cuối cùng của trận đấu này. Tỷ số lúc này là 5-3. Và đá rất nguy hiểm về khung thành thủ môn của Cao Lao. Và Hiếu. Đấy là Hiếu. Một quả đá biên dài dàng cho được Cao Lao. Các cầu thủ Cao Lao lúc này họ đấu rất chậm rãi. Và có vẻ như với lợi thế hai bàn trận trước, họ không có gì phải vội. Bàn thắng của Sơn Ngọc được ghi ở phút 68 của trận đấu này. Có vẻ như số phận đã an bài, các cầu thủ Yên Tâm không còn đủ thời gian để lật tỷ thế ở trận đấu này. Một trận đấu thành công của riêng cá nhân Sơn Ngọc.
Có vẻ như một số cổ động viên họ đã cầu hồ cho Yên Tâm và đã ra về rất sớm. Sau khi đội Yên Tâm đang để có Lào giành chiến thắng tỷ số 6-3. Và đây có thể xem là một trận đấu xuất sắc của Xuân Ngọc ở trận đấu này. Thời gian đang trôi về phút thi đấu cuối cùng của trận đấu này. Trận đấu đã bước sang phút thứ 69 của trận đấu này. Và theo giờ chính thức chỉ còn 1 phút đồng hồ nữa. Như vậy là trọng tài bàn Xuân Thắng đưa giờ biển báo thời gian bù giờ của trận đấu này là 3 phút. Như vậy là trận đấu đã bước sang phút thi đấu bù giờ đầu tiên. Bóng là nhân dân của bạn Hiếu. Trong thế trận đang dẫn trước tỷ số và với những cầu thủ có những kỹ thuật cá nhân tốt như bạn Hiếu thì rất có lợi. Trong bóng đá thế giới chúng ta luôn cảm nhận được sự thăng hoa của các cầu thủ bóng đá riêng. Khi họ đang dẫn trước đối phương thì những cầu thủ có lỗi trên kỹ thuật của đội bóng này, họ luôn nhảy múa và có những pha biểu diễn kỹ thuật trên sân rất là tốt. Văn Dũng của ta là người rất tốt. Mặc dù thì dẫn trước đến tỷ số 6-3, tuy cầu thủ Yên Tâm đang thi đấu rất quyết liệt và họ đang có tinh thần của người Đức vào trận đấu này. Trận đấu này là một trận đấu đặc biệt mà các thủ quán Lào đã tạo nên một tỷ số cách biệt. Và đây là một lợi thế rất lớn ở trận đấu thứ hai này, khi mà họ sẽ có cuộc gặp với đội bóng Quý Lộc vào ngày Chủ nhật. Trở lại với trận đấu này thì các thủ Yên Tâm đang phản công. Không được rồi. Ban huấn luyện cũng như huấn luyện viên Mạnh Cường của đội bóng Lào, họ đang rất hài lòng về các cầu thủ của mình ở trận đấu này. Một trận đấu thành công trên mọi phương diện. Và với một hat-trick ở trận đấu này, có vẻ như các nhà báo phóng viên họ đang bình chọn cầu thủ Xuân Ngọc là cầu thủ xuất sắc nhất ở trận đấu khai mạc này. Như vậy là trọng tài chính đã mời coi kết thúc trận đấu này. Trận đấu giữa hai đội Yên Tâm và bóng Lào. Tỷ số cuối cùng là 6-3 ghi vào đội bóng Lào. 6 bàn thắng của đội bóng Lào với một cú hat-trick của Xuân Ngọc. Các bàn thắng còn lại được ghi bởi cầu thủ số 7 Mạnh Dũng, số 9 Mạnh Dương và số 3 Minh Tuấn.